Đấng Pháp Vương vô thượng, ba cõi chẳng ai bằng. Ngài Thầy dạy khắp trời người, Cha lành chung bốn loài quý trong một niềm. Chứng sanh nghiêm ba kỳ, chứng dương cùng tan tháng, ân kiếp không cùng tầng. Phòng chúng sanh tâm thường rộng lặng, đào cảm thông không thể nghĩ bằng. Lưới đế châu vì đạo tràng, mười phương Phật bao hào quang sáng ngời. Trương bao tòa thân con anh hiền, cúi đầu xin thề nguyện quy y. Chí tâm lành lẽ nam mô tận hư không biên phạm giới quả hiện vị lai tâm vương chư Phật. Tôn Pháp Hiền Thánh Tăng Thường Trụ Tam Bảo. Chí Tâm Đảnh Lễ Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tương lai hà sanh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Chí Tâm Đảnh Lễ Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tín Dân Đạo Sư A Di Đà Phật, Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chi Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Kim lư vừa bén chiên đàn, thâm công pháp giới đạo tràng, mười phương ấy hiện thành mấy bao kiên tường. Chư Phật rõ biết ngọn hương chi tiền, pháp thân toàn thế hiện tiền. Chứng Phật Pháp
mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Lung. Bây giờ Ngài Vô Tận ấy Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trình áo bày vai hữu chấm tay hướng Phật mà bành rằng: Thế Tôn, Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát do nhân duyên gì mà tên là Quán Thế Âm? Phần bảo Ngài Vô Tận ý Bồ Tát thiện nam tử, nếu có vô lượng trăm nghìn muôn ức chúng sanh chịu các sự khổ nào, nghe Quán Thế Âm Bồ Tát này một lòng xưng danh Quán Thế Âm Bồ Tát. Từng thời xem xe tiếng tâm kia đều đặng giải thoát, nếu có người trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát dầu vào trong lửa lớn lửa chẳng cháy đặng. Do vì xưng ngoài thần của Bồ Tát này vậy, nếu bị nương lớn cuốn trôi xưng danh hiệu Bồ Tát liền đặng đến chỗ càng. Nếu có trăm nghìn muôn ưng chúng sanh bị tìm can thứ cho bao như vàng bạc lưu ly xa cư, mà nào sáng hô hộ phánh trân châu nên vào trong biển lớn. Và sự do bão thổi ghê thuyền của kẻ trôi, tâm nơi nương của quỷ là sáng trong đó, nếu có nhận đến một người xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, thời những người đó đều đang khoa khoai nạn quỷ là sáng do nhân duyên đó mà tên là Quán Thế Âm. Nếu lại có người xâm sẽ bị hại xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, thời giao gậy của người kia cầm liên gậy từng cung mà đặng thoát khỏi, nếu quý giả xoa cùng mà la sáng đầy trong cõi tam thiên đại thiên muốn đến hại người. Nghe người xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, thời can quỷ dữ đó còn không có thể dùng mắng dữ mà nhìn người huống lại làm hai đắng dầu lại có người hoặc có tội. Hoàng không tội gông cầm tiền sinh trói buộc nơi thân xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, hãy đều đứng ra liền đặng thoát khỏi, nếu kẻ oan tăng đầy trong cõi tam thiên đại thiên. Có mong vì thương Chúa dân đoàn người buông đem theo nhiều của báo đi ngang qua đường hiểm trở, trong đó có một người xướng rằng: Can thiện nam tử chớ có sợ sanh, các ông phải nên một lòng xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, vì Bồ Tát đó hay đem pháp vô ý thí
cho chúng sanh nẻo cam ông xưng danh hiệu ngài thời sẽ đắng thoát khỏi nơi oán tật này. Đoàn người buông nghe xong đều lên tiếng xưng rằng Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Vì xưng danh hiệu Bồ Tát nên liền đặng thoát khỏi vô tận y Quán Thế Âm Đại Bồ Tát có xưng ngoài tầng rộng lớn như thế. Nếu có chúng sanh nào nhiều lòng dâm dung thường cung kính niệm Quán Thế Âm Bồ Tát liền đặng lìa lòng dâm ý dục. Nếu người nhiều dân hơn thường cung kính niệm Quán Thế Âm Bồ Tát liền đặng lìa lòng dân hơn. Nếu người nhiều ngu si thường cung kính niệm Quán Thế Âm Bồ Tát liền đặng lìa ngu si vô tận y Quán Thế Âm Bồ Tát có những xứng ngoài thần rộng lớn nhiều sự lợi ích như thế. Cho nên chúng sanh thường phải một lòng tưởng nhớ đến ngài. Nếu có người nữ già sợ muốn cầu con trai lễ lại cúng dường Quán Thế Âm Bồ Tát liền sanh con trai phượng đừng trì huệ. Và giữ muôn cầu con gái bèn sanh con gái. Cô tướng xinh đẹp trước ra trong còi buông đứng. Mọi người đều kinh mến vô tận y Quán Thế Âm Bồ Tát có sân hoài thần như thế. Nếu có chúng sanh nào cũng kính lễ lại Quán Thế Âm Bồ Tát thời phước đứng chẳng luôn mất. Cho nên chúng sanh đều phải thọ trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát vô tận ý. Nếu có người thọ trì danh từ của 62 ưng hằng hà sa Bồ Tát lại trọn đời cúng dường đồ ăn uống y phụng dường nằm thua phan y. Ông nghĩ sao công đức của người thiện nam người thiện nữ đó có nhiều chăng? Bồ Tát ấy thưa bạch Thế Tôn rất nhiều phần dài. Nếu lại có người thọ trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát những đến một thời lễ lại cúng dường thời phương đứng của hai người đó bằng nhau không khác trong trăm nghìn muôn ưng kiếp không thể cùng tận vô tận ý thọ trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát đặng vô lượng vô biên phương đứng lời ích như thế. Ngài Bồ Tát Y Bồ Tát bằng phận rằng Thế Tôn Quán Thế Âm Bồ Tát vào đi trong cõi ta bà như thế nào. Vì chúng sanh nội pháp như thế nào, sức phương tiện của ngài như thế nào, phần bảo vô tận y Bồ Tát thiện nam tử nếu có chúng sanh trong quần đồ nào đang dùng thân phận đằng đồ thoa thời Quán Thế Âm Bồ Tát liền hiện thân phận. Vì đó mà nói pháp nơi đang dùng thân duyên giác đằng đồ thoa Bồ Tát liền hiện thân duyên giác. Vì đó nói pháp nơi đang dùng thân thanh văn đằng đồ thoa Bồ Tát liền hiện thân
cẩn thanh văn, vì nó nói pháp nơi đàn dùng thân phạm vương đăng độ thoát. Bồ Tát liền hiện thân phạm vương vì nó nói pháp nơi đang dùng thân để thân đàn đồ thoa. Bồ Tát liền hiện thân để thích vì nó nói pháp nơi đang dùng thân tư tại thiên đăng đồ thoa. Bồ Tát liền hiện thân tư tại thiên vì nó nói pháp nơi đang dùng thân tỳ sa môn đàn đồ thoa. Bồ Tát liền hiện thân tỳ sa môn vì nó nói pháp nơi đang dùng thân tiểu vương đàn đồ thoa. Bồ Tát liền hiện thân tiểu vương vì nó nói pháp nơi đang dùng thân trưởng gia đàn đồ thoa. Bồ Tát liền hiện thân trưởng gia vì nó nói pháp nơi đang dùng thân cư sĩ đàn đồ thoa. Bồ Tát liền hiện thân cư sĩ vì nó nói pháp nơi đang dùng thân tế quan đăng đồ thoa. Bồ Tát liền hiện thân tế quan vì nó nói pháp nơi đang dùng thân bà la môn đăng đồ thoa. Bồ Tát liền hiện thân bà la môn vì nó nói pháp nơi đang dùng thân tỳ kheo tỳ kheo ni bà tăng bà di đăng đồ thoa. Bồ Tát liền hiện thân tỳ kheo ni bà tăng bà di vì nó nói pháp nơi đang dùng thân phụ nữ của trưởng giả cư sĩ tế quan bà la môn đằng đồ thoa. Bồ Tát liền hiện thân phụ nữ về đó nói pháp nơi đang dùng thân đồng nam đồng nữ đằng đồ thoa. Bồ Tát liền hiện thân đồng nam đồng nữ vì nó nói pháp nơi đang dùng thân trời rồng già xoa càng thẳng bà tu la ca lâu la khấn na la ma hồ la già nhân cùng phi nhân đăng độ thoáng. Bồ Tát liền đều hiện thân mà vì đó nói pháp nơi đang dùng thân thần chấm kim cang đằng đồ thoa. Bồ Tát liền hiện thân thần chấm kim cang vì đó nói pháp vô tận y quang thế âm Bồ Tát đó thành tựu công đức như thế dùng các thân hình vào đi trong ca cõi nương để độ toàn chúng sanh như thế. Vì vậy các ông phải một lòng cúng dường quang thế âm Bồ Tát. Quan Thế Âm Bồ Tát đó ở trong chỗ nàng cấm xa san hay ban cho sự mô ý, cho nên cõi ta bà này đều gọi ngài là vị thế vô ý, ngài vô tận ý Bồ Tát ban phần rằng Thế Tôn con nay tin cùng dường Quan Thế Âm Bồ Tát. Ngài liền mở chuối ngọc bằng cán châu báo giá trị trăm nghìn lượng vàng nơi cổ đem cúng dường cho ngài Quan Thế Âm mà nói rằng xin ngài nhân chuối ngọc trăng bao pháp thi này. Khi ấy Quan Thế Âm Bồ Tát chẳng chiêu nhận chuối ngài vô tận ý lại thưa cùng Quan Thế Âm Bồ Tát rằng
Nhìn Ngài về thương chúng tôi mà nhận chùi ngầm này, bây giờ phần bao Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát ông nên thương vô tận ý Bồ Tát và hàng tứ chúng cùng trời rồng. Và cho càng tháng ba tu la ca lậu la khấn na la ma hầu la già nhân và phi nhân vân vân mà nhận chuối ngọc đó tân thời Quan Thế Âm Bồ Tát. Thương hàng tứ chúng và trời rồng nhân vi nhân vân vân mà nhận chuỗi ngầm đó chia làm hai phần, một phần dưng đứng Thích Ca Mâu Ni Phật, một phần dưng vào tha của Đức Phật Đa Bảo. Vô tận ý Quán Thế Âm Bồ Tát có sân ngoài thần từ tài như thế, vào đi nơi cõi ta bà lung đó Ngài Vô Tận ý Bồ Tát nói kệ hồi phần rằng: Thế Tôn đủ thương tô con nay lại hỏi kia. Phần tử nhân duyên gì tên là Quán Thế Âm đấng đầy đủ tướng tốt, nói kệ đạm vô tận ông nghe hành Quán Âm khéo ứng căn nơi chỗ thề rộng sâu như biển nhiều kim chẳng nghĩ bằng. Hầu nhiều nghìn đứng phá nguyên thân tình lớn ta vì ông lớn nói nghe tên cùng thấy thân tâm niềm chẳng luôn qua hay về khổ ca cõi giả sự thanh lòng hài sô rớn hầm lửa lớn. Do sân niệm Quán Âm hầm lửa biến thành áo hoàng trôi và biển lớn các nàng quỷ cá rồng. Do sân niệm Quán Âm sông mọi chẳng chìm đặng ngập ở chốn tu di vì người sâu rơn xuống. Do sân niệm Quán Âm như mặn nhật treo không hoang, bị người giữ rượt ra xuống núi kim can. Do sân niệm Quán Âm chẳng tổn đến mảy long hoàng, gặp oán tận vây đều cầm giáo làm hài. Do sân niệm Quán Âm đều liền sanh long lanh hoàng, bị khổ nạn vua khi hành hình sắm chén. Do sân niệm Quán Âm giao liền gầy từng đoạn hoàng, tù cấm xiềng xích tay chân bị gông cầm. Do sân niệm Quán Âm tháo ra đằng hoa khói nguyện rủa các khuôn độc muôn hại đến thân đó. Do sân niệm Quán Âm trở hại nơi bổn nhân hoàng, gầm la sáng giữa rồng độc các loài quỷ. Do sân niệm Quán Âm liền đều không dám hai hoàng thú giữ vây quanh nanh vuông nhọn đáng sợ. Do sân niệm Quán Âm vội vàng bỏ chạy thẳng răng đông cùng bò cà phơi đông gói lửa đông. Do sân niệm Quán Âm nghe tiếng tự bỏ đi mây sấm nổ xén đánh tuôn da sôi mưa lớn. Do sân niệm Quán Âm liền đắng tiêu tan cả chúng sanh bị khổ anh vô lượng khổ bưng thần. Quán Âm xưng chi diệu hay cứu khổ thế gian đầy đủ xưng thần thông rộng tu trí phương tiện càng gọi nước mười phương không coi nào chẳng hiền càng loài trong đường giữa địa ngục quy súc sanh.
sanh và bình chánh có lần đều khiến dân anh trường quán thanh tịnh quán tri huệ quán rộng lớn bi quán và từ quán thương nguyện thường chiêm ngưỡng sáng tâm tịnh không nhân. Về những pha cán tối hay phùng tai gió lửa khắp soi sang thế gian lòng bị răng như xâm ý từ diệu đường mây tối mưa phàm cam lồ dứt trừ lửa phiền não. Cải kiện qua cho quan trong quân trận sẽ sản cho sân niệm quan âm cử oán đèo lui tan diệu âm quán thế âm phạm âm hai triệu âm tiếng hơn thế gian kia cho nên thường phải niệm 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 chớ sanh nghi. Quán âm bừng tình thanh nơi cổ nào nàng chết hay vì làm nương cậy đủ tất cả công đức mắng lành trong chúng sanh điền phương lớn không lường cho nên phải đành lên. Bây giờ ngài trì địa Bồ Tát liền tư cho ngồi đứng dậy đến trước bánh phân rằng Thế Tôn nếu có chúng sanh nào nghe phẩm quán thế âm Bồ Tát đạo nghiêm từ tại phổ môn thì hiền. Chứng thần thông này thời phải biết công đức của người đó chẳng ít lúc phần nói phần phổ môn này trong chúng có tám muôn bốn nghìn chúng sanh đều quan tâm vô đằng chánh giác. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Phổ Môn Quán Thế Âm Bồ Tát Chân Ngôn Viên Án Đa Rì Đa Rì Đôn Đa Rì Đôn Đôn Đa Rì Ta Bà Hán Đa Rì Đa Rì Đôn Đa Rì Đôn Đôn Đa Rì Ta Bà Hán Đa Rì Đa Rì Đôn Đa Rì Đôn Đôn Đa Rì Ta Bà Lùng Từ Đại Minh Chơn Ngôn Án Ma Ni Bán Di Hồng 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 Phổ Môn Thị Hiện Cư Khổ Tầm Thanh Từ Bi Thuyết Pháp Đồ Mê Tăng Phổ Cảm Ứng Tùy Hình Tư Hải Thanh Định Bát Nạn Vịnh Vô Thâm Nam Mô Hiệu Biến Thông Danh Từ Tài Quán Âm Như Lai Quảng Pha Hoằng Thế Nguyện. Nam Mô Những Niệm Tâm Vô Quái Ngại Quán Âm Như Lai Thường Cư Nam Hải
Nam mô Trụ Ta Bà U Minh Giới Quang Âm Như Lai Tâm Thính Cứu Khổ Nguyện. Nam mô Hằng Tà Ma Nam mô Thanh Tịnh Bình Thủy Dương Liễu Quán Âm Như Lai Cam Lồ Sai Tâm Ma Nguyện. Nam mô Đại Từ Bi Năng Hỷ Xả Quán Âm Như Lai Thường Hành Bình Đẳng Nguyện. Nam mô Trú Dạ Quần Vô Tôn Hải Quán Âm Như Lai Thề Diệt Tam Đồ Nam mô Bổn Nam Nhân Cần Lễ Bái Quán Âm Như Lai Già Tòa Dài Thoáng Nguyện. Nam mô Tào Pháp Thuyền Du Khổ Hải Quán Âm Như Lai Đồ Tần Chúng Sanh Nguyện. Nam mô Tiền Tràng Phan Hầu Bảo Cái Quán Âm Như Lai Tín Dẫn Tây Phương Nam mô Vô Lượng Thọ Phật Cảnh Giới Quán Âm Như Lai Di Đà Thọ Ký Nguyện. Nam mô Đoan Nghiêm Thân Vô Tỳ Trại Quán Âm Như Lai Quả Tu Thầm Nhị Nguyện. Quán Âm Đại Sĩ Phổ Hiệu Biến Thông Thầm Nhị Đại Nguyện Thế Hoan Thâm Khổ Hài Phím Từ Phong Phổ Thế Tâm Dung Sáng Sáng Hiện Vô Cùng Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.
Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô
Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Bồ Biết Tâm Kinh Tâm Trí Huệ Thinh Thinh Rộng Lớn Sáng Trong Ngần Chẳng Bận Mây Trần Lào Lào Bốn Thanh Thiên Chân Bao Trùm Muôn Loài Chẳng Phân Thanh Phàm Vần Tâm Ấy Lành Trang Sáng Suốt Cõi Bờ Khi Một Bước Đến Nơi Trái Lòng Tròn Đủ Xưa Nay Công thành quả chứng có bảy đính đan hàng Bồ Tát danh quang tự tại khi tham thiền vô ngại đến trong mà thầm vào trí huệ mơ thông soi thấy năm uẩn đều không có gì đồ tân cả không chi khổ ách trong thực tâm hiền cảnh sắc ra sắc không chung ở một nhà không chẳng kháng sanh sắc nào kháng không mà ấy sắc tương cùng đồng không tương không tương y như tường sẵn kia thọ tưởng hành thân phân chia
cùng lại như vậy tông về chân không tòa sáng tướng nhân ông tạm đó càng pham kia tưởng nọ luôn trần chẳng sanh chẳng dưng thường chân chẳng câu chẳng tình chẳng sờn chẳng thêm cơ ấy nên cõi trên không giới thế lào lào vô ngại thường chân vốn không mùa quần ấm thân sáu căn chẳng có sáu trần cũng không thấy rộng không mà không nhãn giới biết hoàn toàn thân giới cũng không tâm không sang xuống đài đồng vô minh chẳng có mưa hồng hên chi vẫn không có thân gì già chết huống chi là hên chết già sao tứ đê cũng chẳng có nào à không chi là trí có nào đắng chi do vô sở đắc ly tân cả nhân pháp kia đều xả gì không vần lòng khi huệ linh thông mà bờ kia mau đến tâm mà không ngại gì à không quái ngại có chi cũng bố từng xa lìa mộng tưởng đảo điên tâm không rộn ráo chú duyên niết bàn quả chứng chân nguyên hoàn toàn tam thế phẩm y đàn bát nhã đa bồ đề chứng quả chánh chân cho hai bát nhã là hơn pháp môn tối thân cõi chân mau về thần chú linh tri đại lực thì thần chú đúng bừng quang minh ấy chú tôi thường oai linh ấy chú bồ đẳng thịnh thịnh oai thần trừ tăng cả nguyên nhân càng khổ thức tỉnh lòng giác ngộ vô sư thiên nhiên chân thiệt bất hư an làm thầm chú chân như thuyết rằng yên đế ba la yên đế ba la tăng yên đế bồ đề tăng bà yên đế ba la yên đế ba la tăng yên đế bồ đề tăng bà yên đế A di đà đa tỳ ca lan đế a di đà đa tỳ ca lan đa ya di ni ya ya na di đà ca lê ta ba nam mô a di đà ba ya đa tha ya đa ya đa điện ya tha a di đà đô ba tỳ a di đà đa tấn nam ba tỳ a di đà đa tỳ ca ya na ya na điện ya tha di đi đô ba tỳ a di đi đa tấn đam ba tỳ a di đi đa tỳ ca lan đế a di đi đa tỳ ca lan đam ya di đi ya ya na chi na ca lê ta ba đừng quán âm ngoài thần lòng lòng mà khắp thế gian đều trọng danh ngài chúng sanh hết
thầy ai ai. Khi nào gặp nạn niệm ngài liền qua, bởi vì thế gần xa ngưỡng mộ Quán Thế Âm cứu khổ độ sanh. Nếu ai có một niệm lành, thế ngài nghe tiếng ứng danh tới liền, giàu trọng bệnh liên miên khổ cực, niệm danh ngài lập tức khỏi ngay, bao nhiêu tai nạn hằng ngày. Chỉ tâm niệm tới danh ngài cũng qua, vô lượng kiếp ta bà thế giới, ngài giáng sanh xuống cõi nhân gian, hóa thân công chúa đoan trang, diệu trang vương ngự ngai vàng của cha, diệu thánh ấy chính là chỉ cả sao cũng tu chứng quả văn thù. Diệu âm chi thơ cùng tu, vô hiền chứng thánh đền bù công lao, trọn một nhà đường vào cánh phong, lòng từ bi chân chất đáng ghi. Tuổi nhỏ chi cả ai bị giống lòng mồ đạo quyết thì đi tu, tròn chín năm chân từ lao khổ, mong công thành cứu độ chúng sanh. Thời kỳ trai giới tu hành, tại đồng hương tích băng thành Việt Nam, một cảnh tiên mây làm che phủ, có cam tuyền thành nhũ bao quanh, cảnh tốt dành cho người lành. Kim đồng ngọc nữ danh theo hầu, dưới bể ngọc chia nhau sớm tối, châu hải bên không lỗi đạo thầy, luôn luôn chân chánh thẳng ngay, hành theo ý chỉ của thầy ban ra. Quán Thế Âm danh là tự tài, khắp tam thiên qua lại dạo chơi, từ bi ngài muốn đổ đời. Mười hai đại nguyện thiền thời cao xa, nguyện nào cũng đều là rốn ráo, chuyên tâm về chánh đạo độ tha. Biển Nam hai núi Võ Đà, trù ở nơi ấy cũng là hương sơn. Trong một phẩm phố môn thì hiện, Đức Như Lai thuộc chuyện khen ngài, oai thần linh hiển không hai. Tầm thanh cơ khổ chẳng nài công phu, nếu có kẻ muốn tu cư sĩ, hay cùng là tùy ý muốn chi. Ngài liền ưng hiền tân thì, tới nơi diệu dắt cấm kỳ đổ cho, hay có kẻ qua đò mắt nàng, cùng bao nhiêu tai nạn dòng đường, chí thành đôn nén tâm hương, vừa niềm danh hiểu tai ương qua liền. Những chuyện ấy hiển nhiên đều thấy, đứng Như Lai truyền dạy không sai, chúng ta chờ có quán này, một lòng ngưỡng mộ câu ngài đổ cho, trong khổ hải đò từ vấn đời, vớt chúng sanh đưa tới lãng ban.
chín tầng xem báo đài vàng à Di Đà Tho kia rỡ ràng thảnh thơi từ bi cứu khổ độ đời tầm thanh giải nạn đến nơi hòa bình à Nam mô thập phương thường trụ Tam Bảo Nam mô thập phương thường trụ Tam Bảo Nam mô thập phương thường trụ Tam Bảo đệ tử hôm nay quỳ trước điện chi tăng đành lễ đấng từ tôn đã bao phen sanh tử dầm dồn trôi lăn mãi trong vòng lục đạo Thế Tôn đã đánh nín dài bão mà con còn đắm đuối mê say mắng ưa xem huyền cảnh hằng ngày tai thanh thiên mận đường vua nịnh mùi quen ngửi mùi thơm bấn tình lưỡi dền theo lắm chuyện gây con thân ham dùng găm vón xe xuôi mở tướng bao la vũ trụ bởi lục dục lòng tham không đủ lắm che lần trí huệ từ lâu hôm nay mong giác ngộ hồi đầu tâm sám hối với bài tố rõ nguyện tội ác từ nay dứt bỏ chuyện sáu căn đã khỏi lầm mê trương đại thiên thành kinh hướng về tình tam độc quý tam bảo ấy phần giới cánh chuyên trì chú đáo dân tân cùng gông rễ vô minh chí phàm phu tử lưng khó thành cầu đại gia từ bi gia hộ dù phải chịu muôn ngàn gian khổ con giống lòng vì đạo hy sinh nương từ quan tìm đến bưu thành đặng từ giác giác tha viên mạng nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật phụng tùng công đức thù thân hành đã vô biên thắng phương giai hồi hướng vô nguyện phạm giới chư chúng sanh công vạn vô lượng quang phật sáng nguyện tiêu tan chương trừ phiền não nguyện đăng trí huệ chứng minh liễu vô nguyện tội chương tấn tiêu trừ thế thế thương hành bồ tát đạo nguyện sanh tây phương tịnh độ chung cửu phẩm liên hoa vi phù mẫu hoa khai kim phần ngộ vô sanh bấn thối bồ tát vi bằng lữ nguyên vị thư công đức phổ cầm nhân thiên đằng giữ chúng sanh giai công thành phần đạo tự quy Phật xin nguyện chúng sanh thể theo đạo ca phán lòng vô ai thường tự quy pháp xin nguyện chúng sanh thấu rõ
kinh tạng trí huệ như biển. Tự quy tăng xin nguyện chúng sinh thống ly đại chúng thanh thái không đấng phạm vương vô thượng ba cõi chẳng ai bằng ngài thầy dạy khắp trời người cha lành chúng bốn loài quý trong một niềm dân sanh nghiêm ba kỳ xứng dương cùng kịp không cùng tận phòng chúng sanh tâm thường rộng lặng đào cảm thông không thể nghĩ bằng lưới đế châu vì đạo tràng mười phương Phật bao hào quang sáng trương bao tòa thân con anh hiền cúi đầu xin thề nguyện quy y chí tâm đảnh lễ nam mô tần hư không biên phạm giới quả hiện vị lai tâm tôn pháp hiền thánh tăng thường trụ tam bảo chi tâm đảnh lễ nam mô ta bà giáo chủ điều ngự bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật tương lai hà sanh Di Lặc tôn phật đại trí văn thù sư lời Bồ Tát đại hạnh phổ hiền Bồ Tát hộ pháp chư tôn Bồ Tát linh sơn hồi thường phật Bồ chí tâm đảnh lễ nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi tín dân đạo sư A Di Đà Phật đại bi quan thế âm Bồ Tát đại thế chi Bồ Tát đại hải chúng Bồ Tát
Kim nữ vừa bén chiên đàn à, thăm sông pháp giới đạo tràng mười phương ấy, hiền thành mấy bao kiên tường à, chư quần rõ biết ngọn hương chi tiền pháp thân toàn thấy hiền tiền à, chứng minh hương nguyện phương liền ban cho à, Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát à, Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát Phật pháp rộng sâu rộng nhiệm màu ở trăm nghìn muôn kim khó tìm cầu. Nay con nghe thấy chiên trì tụng nguyện tỏ như lai nghe nhiệm màu. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Lung Bây Giờ Ngài Vô Tận Ấy Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy. Trình áo bài vai hữu chấm tay hướng phân mà bành rằng Thế Tôn Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát do nhân duyên gì mà tên là Quán Thế Âm. Phần bảo Ngài Vô Tận Ý Bồ Tát Thiện Nam Tử nếu có vô lượng trăm nghìn muôn ức chúng sanh chịu can sự khổ nào nghe Quán Thế Âm Bồ Tát này mồn lòng xứng danh Quán Thế Âm Bồ Tát. Từng thời xem xe tiếng tâm kia đều đặng giải thoát nếu có người trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát dầu vào trong lửa lớn lửa chẳng cháy đành. Do vì xưng ngoài thần của Bồ Tát này vậy nếu bị nương lớn cuốn trôi xưng danh hiệu Bồ Tát liền đặng đến chỗ càng. Nếu có trăm nghìn muôn ưng chúng sanh bị tìm can thứ cho bao như vàng vàng lưu ly xa cư mà nào sáng hô hộ phánh trăng châu nên vào trong biển lớn. Và sự do bão thổi ghê thuyền của kẻ trôi tâm nơi nương của quỷ là sang trong đó nếu có nhận đến một người xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Thời những người đó đều đang khoa khoai nạn quỷ là sáng do nhân duyên đó mà tên là Quán Thế Âm. Nếu lại có người xâm sẽ bị hại xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát.
thời giao gây của người kia câm liên gây từng cung mà đặng thoát khỏi nếu quy giả thoa cùng mà la sáng đầy trong cõi tam thiên đại thiên muốn đến hại người. Nghe người chứng danh hiệu Quang Thế Âm Bồ Tát thời can quỷ dữ đó còn không có thể dùng mắng dữ mà nhìn người huống lại làm hai đắng giàu lại có người hoặc có tội. Hoàng không tội gông cầm tiền sinh trói buộc nơi thân xứng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát hãy đều đứng ra liền đằng thoát khỏi nếu kẻ oán tăng đầy trong cõi tam thiên đại thiên. Có một vị thương chủ dân đoàn người buông đem theo nhiều của báo đi ngang qua đường hiểm trở trong đó có một người xướng rằng can thiện nam tử chớ có sợ sanh. Các ông phải nên mong lòng xin danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát vì Bồ Tát đó hay đem pháp vô ý thi cho chúng sanh. Nếu các ông xin danh hiệu Ngài thời sẽ đắng thoát khỏi nơi oán tật này. Đoàn người buông nghe xong đều lên tiếng xưng rằng Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát vì xưng danh hiệu Bồ Tát nên liền đằng thoát khỏi vô tận y Quán Thế Âm Đại Bồ Tát có xưng ngoài tầng rộng lớn như thế. Nếu có chúng sanh nào nhiều lòng danh dung thường cung kinh niệm Quán Thế Âm Bồ Tát liền đặng lìa lòng dâm ý dục. Nếu người nhiều dân hơn thường cung kinh niệm Quán Thế Âm Bồ Tát liền đặng lìa lòng giận hờn. Nếu người nhiều ngu si thường cung kinh niệm Quán Thế Âm Bồ Tát liền đặng lìa ngu si vô tận ý Quán Thế Âm Bồ Tát có những xứng ngoài tầng rộng lớn nhiều sự lợi ích như thế. Cho nên chúng sanh thường phải một lòng tưởng nhớ đến Ngài. Nếu có người nữ già sợ muốn cầu con trai lễ lại cúng dường Quán Thế Âm Bồ Tát liền sẵn con trai phượng đừng trì huệ. Và giữ muôn cầu con gái bèn sanh con gái cô tướng xinh đẹp trước đa trồng còi buông đứng mọi người đều kinh mến vô tận y Quán Thế Âm Bồ Tát có sức ngoài thần như thế. Nếu có chúng sanh nào cũng kính lễ lại Quán Thế Âm Bồ Tát thời phước đứng chẳng luôn mất cho nên chúng sanh đều phải thọ trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Vô tận ý nếu có người thọ trì danh từ của 62 ưng hằng hà sa Bồ Tát lại trọn đời cúng dường đồ ăn uống y phụng dường nằm thua phan y ông nghĩ sao. Công đức của người thiện nam người thiện nữ đó có nhiều chăng vô tận ý thưa bằng Thế Tôn rất nhiều phần dạy. Nếu lại có người thọ trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát nhận đến một thời lễ lại cúng dường thời phương đức
linh của hai người đó bằng nhau không khác trong trăm nghìn muôn ân kiếp không thể cùng tận vô tận ý thọ trì danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát. Đặng vô lượng vô biên phương ngân lời ấn như thế ngài Bồ Tát Y Bồ Tát ban phần rằng Thế Tôn Quan Thế Âm Bồ Tát vào đi trong cõi ta bà như thế nào. Vì chúng sanh nội pháp như thế nào, sức phương tiện của ngài như thế nào, phần bảo vô tận ý Bồ Tát thiện nam tử, nếu có chúng sanh trong quần đồ nào đang dùng thân phần đằng đồ qua thời Quan Thế Âm Bồ Tát liền hiện thân phần, vì đó mà nói pháp nơi đang dùng thân duyên giác. Đằng đồ qua Bồ Tát liền hiện thân duyên giác, vì đó nói pháp nơi đang dùng thân thanh văn. Đằng đồ qua Bồ Tát liền hiện thân thanh văn, vì đó nói pháp nơi đang dùng thân phạm vương. Đằng đồ qua Bồ Tát liền hiện thân phạm vương, vì đó nói pháp nơi đang dùng thân đế thích. Đằng đồ qua Bồ Tát liền hiện thân đế thích, vì đó nói pháp nơi đang dùng thân tư tài thiên. Đằng đồ qua Bồ Tát liền hiện thân tư tài thiên, vì đó nói pháp nơi đang dùng thân tỳ sa môn. Đằng đồ qua Bồ Tát liền hiện thân tỳ sa môn, vì nó nói pháp nơi đang dùng thân tiểu vương. Đằng đồ qua Bồ Tát liền hiện thân tiểu vương, vì nó nói pháp nơi đang dùng thân trưởng gia. Đằng đồ thoát Bồ Tát liền hiện thân trưởng gia, vì đó nói pháp nơi đang dùng thân cư sĩ. Đằng đồ thoát Bồ Tát liền hiện thân cư sĩ, vì đó nói pháp nơi đang dùng thân tế quan. Đằng đồ thoát Bồ Tát liền hiện thân tế quan, vì đó nói pháp nơi đang dùng thân bà la môn. Đằng đồ thoát Bồ Tát liền hiện thân bà la môn, vì đó nói pháp nơi đang dùng thân tỳ kheo. Tỳ kheo ni ư bà tăng ư bà di. Đằng đồ thoát Bồ Tát liền hiện thân tỳ kheo. Tỳ kheo ni ư bà tăng ư bà di, vì đó nói pháp nơi đang dùng thân phụ nữ của trưởng giả cư sĩ tế quan bà la môn. Đằng đồ thoát Bồ Tát liền hiện thân phụ nữ, vì đó nói pháp nơi đang dùng thân đồng nam đồng nữ. Đằng đồ thoát Bồ Tát liền hiện thân đồng nam đồng nữ, vì đó nói pháp nơi đang dùng thân trời rồng già xoa càng thẳng bà tu la ca lầu la khấn na la ma hầu la già nhân cùng phi nhân. Đằng đồ thoáng Bồ Tát liền đều hiện thân mà, vì đó nói pháp nơi đang dùng thân thần chấm kim cang. Đằng đồ thoát Bồ Tát liền hiện thân thần chấm kim cang, vì đó nói pháp vô tận y Quan Thế Âm Bồ Tát đó thành tựu công đức như thế. Dùng các thân hình vào đi
trong ca cõi nương đề độ toàn chúng sanh như thế. Vì vậy các ông phải một lòng cúng dường Quan Thế Âm Bồ Tát. Quan Thế Âm Bồ Tát đó ở trong chỗ nàng gắn xa sanh, hãy ban cho sự mô ý, cho nên cõi ta bà này đều gọi Ngài là Vị Thế Vô Úy, Ngài Vô Tận Ý Bồ Tát Bằng Phần Đăng. Thế Tôn con nay tin cũng dường Quan Thế Âm Bồ Tát, Ngài liền mở chuối ngọc bằng cán châu báo giá trị trăm nghìn lượng vàng, nơi cổ đêm cúng dường cho Ngài Quan Thế Âm mà nói rằng: Xin Ngài nhân chuối ngọc trăng bao pháp thi này, khi ấy Quan Thế Âm Bồ Tát chẳng chiêu nhận chuối Ngài Vô Tận Ý lại thưa cùng Quan Thế Âm Bồ Tát rằng: Xin Ngài về thương chúng tôi mà nhận chuối ngọc này, bây giờ phần bao Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát ông nên thương Vô Tận Ý Bồ Tát và hàng cư chúng cùng trời rồng. Và cho càng tham bà tu la ca lậu la khấn na la ma hầu la già nhân và phi nhân vân vân mà nhận chuối ngọc đó từng thời Quan Thế Âm Bồ Tát. Thương hàng thứ chung và trời rồng nhân vi nhân vân vân mà nhận chuỗi ngầm đó chia làm hai phần: một phần dưng đứng Thích Ca Mâu Ni Phật, một phần dưng vào tha của Đức Phật Đa Bảo. Vô Tận Ý Quán Thế Âm Bồ Tát có sinh hoài thần từ tài như thế, vào đi nơi cõi ta bà lung đó, Ngài Vô Tận Ý Bồ Tát nói kệ hỏi phần rằng: Thế Tôn đủ tương tô con nay lại hỏi kia. Phần tử nhân duyên gì tên là Quan Thế Âm đánh đầy đủ tướng tốt, nói kề đạm Vô Tận ông nghe hành Quán Âm kêu ưng căn nơi chỗ thề rộng sâu như biển nhiều kiếm chẳng nghĩ bằng. Hầu nhiều nghìn đứng pha pha nguyện thân tình lớn ta, vì ông lớn nói nghe tên cùng thấy thân tâm niềm chẳng luôn qua, hay vì khổ ca cõi giả sự thanh lòng hài số lớn hầm lửa lớn. Do sân niệm Quán Âm hầm lửa biến thành áo hoàng trôi, và biển lớn các nàng quỷ cá rồng. Do sân niệm Quán Âm trong mọi chẳng chìm đặng ẩn ở chốn tu di, bị người sâu rơn xuống. Do sân niệm Quán Âm như mặn nhật treo không hoang, bị người giữ rượt ra xuống núi kim cang. Do sân niệm Quán Âm chẳng tổn đến mảy long hoàng, gặp oán tận vây đều cầm giáo làm hài. Do sân niệm Quán Âm đều liền sanh lòng lanh hoàng, bị khổ nạn vua khi hành hình sắm chén. Do sân niệm Quán Âm giao liền gầy từng đoạn hoàng, tù cấm xiên xích tay chân bị gông cầm. Do sân niệm Quán Âm tháo ra đằng hoa khói nguyện rủa cán khôn độc muôn hại,
hại đến thân đó do sân niệm Quán Âm trợ hại nơi bổn nhân hoàng gầm la sáng giữa rồng độc cán loài quỷ. Do sân niệm Quán Âm liền đều không dám hại hoàng thú giữ vây quanh nanh vuông nhọn đáng sợ do sân niệm Quán Âm vội vàng bỏ chạy thẳng răng đông cùng bò cạp ơi đông gói lửa đông. Do sân niệm Quán Âm nghe tiếng tự bỏ đi mây sấm nổ xén đánh tuôn da xôi mưa lớn do sân niệm Quán Âm liền đắng tiêu tan cả chúng sanh bị khổ anh vô lượng khổ bưng thần. Quán Âm xứng chi diệu hay cứu khổ thế gian đầy đủ xứng thần thông rộng tu trí phương tiện càng gọi nương mười phương không coi nào chẳng hiền càng loài trong đường giữa địa ngục quy súc sanh. Sanh già bệnh chán khổ lần đều khiến dân hên trường quán thanh tịnh quán trí huệ quán rộng lớn bi quán và từ quán thương nguyện thường chiêm ngưỡng sáng tâm tịnh không nhân. Huệ nhận pha cám tối hay phùng tai gió lửa khắp soi sang thế gian lòng bị răng như sấm ý từ nhiều đường mây xối mưa phàm cam lồ dứt trừ lửa phiền não. Cải kiện qua chỗ quan trong quân trận sẽ sạch do sân niệm Quán Âm cử oán đều lui tan diệu âm quán thế âm phạm âm hai triệu âm tiếng hơn thế gian kia cho nên thường phải niệm 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 chớ sanh nghi. Quán Âm bừng tình thánh nơi khổ nào nàng chết hay bị làm nương cậy đủ tất cả công đức mắng lành trong chúng sanh điện phương lớn không lường cho nên phải đành lên. Bây giờ ngài trì địa Bồ Tát liền tơ cho ngồi đứng dậy đến trước bánh phân rằng Thế Tôn nếu có chúng sanh nào nghe phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát đạo nghiêm từ tại phổ môn thì hiền. Chứng thần không nay thời phải biết công đức của người đó chẳng ít lúc phần nói phẩm phổ môn này trong chúng có tám muôn bốn nghìn chúng sanh đều phán tâm vô đằng chánh gian. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Phổ Môn Quán Thế Âm Bồ Tát Chân Môn Viên Án Đa Rì Đa Rì Đôn Đa Rì Đôn Đôn Đa Rì Ta Bà Hán Đa Rì Đa Rì Đôn Đa Rì Đôn Đôn Đa Rì Ta Bà Hán Đa Rì Đa Rì Đôn Đa Rì Đôn Ta Bà Lùng Từ Đại Minh Chơn Ngôn An Ma Ni Bán Di Hồng 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 An Ma Ni Bán Di Hồng
Phổ Môn Thị Hiện Cư Khổ Tầng Thanh Từ Bi Thuyết Pháp Đồ Mê Tăng Phổ Cảm Ứng Tùy Hình Tư Hải Thanh Ninh Bát Nạn Vịnh Vô Thâm. Nam Mô Hiệu Biên Thông Danh Từ Tài Quán Âm Như Lai Quảng Pha Hoằng Thệ Nguyện. Nam Mô Nhân Niệm Tâm Vô Quái Ngại Quán Âm Như Lai Thường Cư Nam Mô Trụ Ta Bà U Minh Giới Quán Âm Như Lai Tâm Thính Cứu Khổ Nguyện. Nam Mô Hạng Tà Ma Trừ Yêu Quái Quán Âm Như Lai Năng Trừ Nam Mô Thanh Tịnh Bình Thủy Dương Liễu Quán Âm Như Lai Cam Lồ Sai Tâm Ma Nguyện. Nam Mô Đại Từ Bi Năng Hỷ Xả Quán Âm Như Lai Thường Hành Bình Đẳng Nguyện. Nam Mô Trú Dạ Tuần Vô Tôn Hải Quán Âm Như Lai Thề Diệu Tam Đô Nam Mô Vọng Nam Nhân Cần Lễ Bái Quán Âm Như Lai Già Tòa Dài Thoáng Nguyện. Nam Mô Tào Pháp Thuyền Vô Khổ Hải Quán Âm Như Lai Đồ Tần Chúng Sanh Nguyện. Nam Mô Tiền Trạng Phan Hầu Bảo Cái Quán Âm Như Lai Tín Dẫn Tây Phương Nam Mô Vô Lượng Thọ Phật Cảnh Giới Quán Âm Như Lai Di Đà Thọ Ký Nguyện. Nam Mô Đoan Nghiêm Thân Vô Tỳ Trại Quán Âm Như Lai Quả Tu Thầm Nhị Nguyện. Quán Âm Đại Sĩ Phổ Hiệu Biên Thông Thầm Nhị Đại Nguyện Thế Hoan Thâm Khổ Hài Phim Từ Phong Phổ Tế Tâm Dung Sáng Sáng Hiện Vô Cùng Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam
mô đại bi quán thế âm bồ tát nam mô đại bi quán thế âm bồ tát nam mô đại bi quán thế âm bồ tát nam mô đại bi quán thế âm bồ tát nam mô đại bi quán thế âm bồ tát nam mô đại bi quán thế âm bồ tát nam mô đại bi quán thế âm bồ tát nam mô đại bi quán thế âm bồ tát nam mô đại bi quán thế âm bồ tát nam mô đại bi quán thế âm bồ tát nam mô đại bi quán thế âm bồ tát đại bi quán thế âm bồ tát nam mô đại bi quán thế âm bồ tát nam mô đại bi quán thế âm bồ tát nam mô đại bi quán thế âm bồ tát nam mô đại bi quán thế âm bồ tát nam mô đại bi quán thế âm bồ tát nam mô đại bi quán thế âm bồ tát nam mô đại bi quán thế âm bồ tát nam mô đại bi quán thế âm bồ tát nam mô đại bi quán thế âm bồ tát nam mô đại bi quán thế âm bồ tát nam mô đại bi quán thế âm bồ tát nam mô đại bi quán thế âm bồ tát nam mô đại bi quán thế âm bồ tát nam mô đại bi quán thế âm bồ tát nam mô đại bi quán thế âm bồ tát nam mô đại bi quán thế âm bồ tát nam mô đại bi quán thế âm bồ tát nam mô đại bi quán thế âm bồ tát nam mô đại bi quán thế âm bồ tát nam mô đại bi quán thế âm bồ tát nam mô đại bi quán thế âm bồ tát nam mô đại bi quán thế âm bồ tát nam mô đại bi quán thế âm bồ tát nam mô đại bi quán thế âm bồ tát nam mô đại bi quán thế âm bồ tát nam mô đại bi quán thế âm bồ tát nam mô đại bi quán thế âm bồ tát nam mô đại bi quán thế âm bồ tát nam mô đại bi quán thế âm bồ tát nam mô đại bi quán thế âm bồ tát nam mô đại bi quán thế âm bồ tát nam mô đại bi quán thế âm bồ tát nam mô đại bi quán thế âm bồ tát nam mô đại bi quán thế âm bồ tát nam mô đại bi quán thế âm bồ tát nam mô đại bi quán thế âm bồ tát nam mô đại bi quán thế âm bồ tát nam mô đại bi quán thế âm bồ tát nam mô đại bi quán thế âm bồ tát nam mô đại bi quán thế âm bồ tát nam mô đại bi quán thế âm bồ tát nam mô đại bi quán thế âm bồ tát nam mô đại bi quán thế âm bồ tát nam mô
Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Bồ Biết Tâm Kinh Tâm Trí Huệ Thính Thính Rộng Lớn Sáng Trong Ngần Chẳng Bớn Mây Trần Lào Lào Bốn Thánh Thiên Chân.
bao trùm muôn loài chẳng phân thanh phàm. Vần tâm ấy lần trang sáng suốt cõi bờ kia, một bước đến nơi trái lòng tròn đủ xưa nay. Công thành quả chứng có bài đính đang, hàng Bồ Tát danh quang tự tại. Khi tham thiền Bồ Ngài đến trong, mà thầm vào trí huệ mơ thông. Soi thấy năm uẩn đều không có gì, đồ tâm cả không chi khổ ấp. Trong thực tâm hiền cảnh sắc ra, sắc không chung ở một nhà. Không chẳng kháng sanh sắc nào kháng không, mà ấy sắc tương cùng đồng không tương. Không tương y như tường sắc kia, thọ tưởng hành thân phân chia. Cùng lại như vậy tông về chân không, tòa sắc tướng nhân ông tạm đó. Càng pham kia tưởng nọ luôn trơn, chẳng sanh chẳng dưng thường chân, chẳng câu chẳng tình chẳng sờn chẳng thêm. Cơ ấy nên cõi trên không giới, thế lào lào vô ngại thường chân. Vốn không ngủ quần ấm thân, sáu căn chẳng có sáu trần cũng không. Thấy đồng không mà không nhãn giới, biết hoàn toàn thân giới cũng không. Tánh không sang xuống đại đồng, vô minh chẳng có mưa hồng hên chi. Vẫn không có thân gì già chết, huống chi là hên chết già sao. Tứ đế cũng chẳng có nào à, không chi là trí có nào đắng chi. Do vô sở đắc ly tăng cả, nhân pháp kia đều xả nhị không. Vần lòng khi huệ linh thông, bờ kia mau đến tâm không ngại gì. Không quái ngại có chi cũng bố, từng xa lìa mộng tưởng đảo điên. Tâm không rộn ráo chú duyên, niết bàn quả chứng chân nguyên hoàn toàn. Tam thế Phật y đàn ban nhà, đa bồ đề chứng quả chánh chân. Cho hai ban nhà là hơn, pháp môn tối thân cõi chân mau về. Thần chú linh trí đại lực, thì thần chú đúng bừng quang minh. Ấy chú tôi thường oai linh, ấy chú vô đẳng thịnh thịnh oai thần. Trừ tăng cả nguyên nhân càng khổ, thức tỉnh lòng giác ngộ vô sư. Thiên nhiên chân thiệt bất hư, an làm thần chú chân như thuyết rằng. Yên đế ba la, yên đế ba la tăng, yên đế bồ đề tăng bà, yên đế ba la, yên đế ba la tăng, yên đế bồ đề tăng bà, yên đế ba la yên đế ba la tăng, yên đế bồ đề tăng ba. Nam mô A Di Đà Bà Già Đa Tha Già Đa Già Đa Điện Già Tha Di Đi Đô Bà Tỳ A Di Đà Đa Tấn Đam Bà Tỳ A Di Đà Đa Tỳ Ca Lan Đế A Di Đà Đa Tỳ Ca Lan Đa Già Di Ni Già Già Na Chi Đa Ca Lệ Ta Bà. Nam Mô A Di Đà Bà Già Đa
đa tha dạ đa dạ đa điền dạ tha a di đi đô ba thì a di đi đa tấn đam ba thì a di đi đa thì ca lăng đề a di đi đa thì ca lăng đa dạ di đi dạ dạ na chi đa ca lệ ta ba nam mô a di đa ba dạ đa tha dạ đa dạ đa điền dạ tha di đi đô ba thì a di đi đa tấn đam ba thì a di đi đa thì ca lăng đế a di đi đa thì ca lăng đam dạ di đi dạ dạ na chi na ca lê ta ba đừng quán âm oai thần lòng lòng mà khắp thế gian đều trọng danh ngài chúng sanh hết thảy ai ai khi nào gặp nạn niệm ngài liền qua bởi vì thế gần xa ngưỡng mộ quán nếu ai có một niệm lành thế ngài nghe tiếng ứng danh tới liền dầu trọng bệnh liên miên khổ cực niệm danh ngài lập tức khỏi ngay bao nhiêu tai nạn hằng ngày chỉ tâm niệm tới danh ngài cũng qua vô lượng kiếp ta bà thế giới ngài giáng sanh xuống cõi nhân gian hóa thân công chúa đoan trang diệu trang vương ngự ngai vàng của cha diệu thánh ấy chính là chỉ cả sao cũng tu chứng quả văn thù diệu âm chi thơ cùng tu vô hiền chứng thánh đền bù công lao trọn một nhà đường vào cánh phong lòng từ bi chân chất đáng ghi tuổi nhỏ chi cả ai bị giống lòng mồ đạo quyết thì đi tu tròn chín năm chân từ lao khổ mong công thành cứu độ chúng sanh thời kỳ trai giới tu hành tại đồng hương tích băng thành Việt Nam một cảnh tiên mây làm che phủ có cam tuyền thành nhũ bao quanh cảnh tốt dành cho người lành kim đồng ngọc nữ danh theo hầu dưới bể ngọc chia nhau sớm tối chầu hải bên không lỗi đạo thầy luôn luôn chân chánh thẳng ấy hành theo ý chỉ của thầy ban ra Quán Thế Âm danh là tự tài khắp tam thiên qua lại dạo chơi từ bi ngài muốn đổ đời mười hai đại nguyện thiền thời cao xa nguyện nào cũng đều là rốn ráo chuyên tâm về chánh đạo độ tham biển Nam hải núi Võ Đà trù ở nơi ấy cũng là hương sơn trong một phẩm phố môn thì hiện đức Như Lai thuộc chuyện thiên ngài oai thần linh hiển không hai
cầm kinh cơ cơ chẳng nài công phu. Nếu có kẻ muốn tu cư sĩ hay cùng là tùy ý muốn chi, ngài liền ứng hiền tinh thì nhà tới nơi diệu dắt cấm kỳ đổ cho. Hay có kẻ qua đò mắt nàng cùng bao nhiêu tai nạn dòng đường, chí thành đôn nén tâm hương, vừa niềm danh hiểu tai ương quá liền. Những chuyện ấy hiển nhiên đều thấy, đứng Như Lai truyền dạy không sai. Chúng ta chờ có quán này, một lòng ngưỡng mộ câu ngài đổ cho. Trong khổ hải đò từ vấn đời, vớt chúng sanh đưa tới lạc ban. Chín tầng sen báo đài vàng, Di Đà Tho kia rỡ ràng thầm thôi. Từ bi cứu khổ độ đời, tầm kinh giải nạn đến nơi hòa bình. Nam mô thập phương thường trụ Tam Bảo, Nam mô thập phương thường trụ Tam Bảo, Nam mô thập phương thường trụ Tam Bảo. Đệ tử hôm nay quỳ trước điện, chi tăng đành lễ đấng từ tôn. Đã bao phen sanh tử dầm dồn, trôi lăn mãi trong vòng lũng đạo. Thế Tôn đã đánh ninh dạy bảo, mà con còn đắm đuối mê say. Mắng ưa xem huyền cảnh hằng ngày, tai thính tiếng mận đường vua nịnh. Mùi quen ngửi mùi thơm bấn tình, lời dành theo lắm chuyện gây con. Thân ham dùng găm vón xe xuôi, mở tướng bao la vũ trụ. Bởi lùng dùng lòng tham không đủ, lắm che lần trí huệ từ lâu. Hôm nay mong giác ngộ hồi đầu, tâm sám hối phơi bày tỏ rõ. Nguyện tội ác từ nay dứt bỏ, chuyện xấu căn ra khỏi lầm mê. Trương đại thiên thành kinh hướng về, tình tam độc quý tam bảo. Phần giới cánh chuyên trì chú đáo, dân tân cùng gồng rễ vô minh. Chí phàm phu tự lực khó thành, cầu đại gia từ bi gia hộ. Dù phải chịu muôn ngàn gian khổ, con dốc lòng vì đạo hy sinh. Nương từ quan tìm đến bưu thành, đặng từ giác giác tha viên mạng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phụng tùng công đức thù thắng hành, vô biên thắng phước giai hồi hướng. Phổ nguyện phạm giới chư chúng sanh, công vạn vô lượng quang phần sáng. Nguyện tiêu tan chương trừ phiền não, nguyện đăng trí huệ chứng minh liễu. Vô nguyện tội dương ta
sân tiêu trừ. Thế Thế Thương Hành Bồ Tát Đạo nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ chung. Cửu phẩm liên hoa vi phù mẫu, hoa khai kim phần ngộ vô sanh, bấm thối Bồ Tát vi bằng lử, nguyên dị thư công đức. Phổ cầm ư nhân thiên, đằng giữ chúng sanh, giai công thành phần đạo. Tự quy Phật xin nguyện chúng sanh thể theo đạo cả phán lòng vô ai thường. Tự quy Pháp xin nguyện chúng sanh thấu rõ kinh tạng trí huệ như biển. Tự quy tăng xin nguyện chúng sinh thống ly đại chúng thanh thái